Chào các sếp nha. Ví dụ như là nếu mà động cơ của các sếp mà nó hay bị e dầu ấy, động cơ ví dụ thường là cái động cơ nhỏ ấy, 12 là một một ắc quy 12V ấy, mà nó đang sử dụng cái bơm tiếp liệu là dạng bơm như này này, thì anh em mà hay bị e dầu thì có thể bỏ cái bơm này đi nhá. Mình dùng hẳn cái bơm tiếp liệu 12V loại này luôn này. Đây, loại bơm Nhật này luôn này. Thì là nó khỏe. Dầu nó nhồi vào trong 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 bơm nó khỏe, nhồi bơm cáp đây anh em có thể nhìn này. Đây, đấy thì đây em đang tiện em đang đấu để cho nhìn cho nó vui thôi. Thì có một đường nạp vào này. Đường đẩy của bơm ra thì em đang cho nó vào trong cái bơm nhồi của bơm có áp. Đây. Để cho nó vui thôi. Thì nói chung là nếu mà anh em mà cần đi thì anh em chế hẳn cho cái bơm này cho nó khỏe nhá. Ok, thân ái chào quyết thắng.